Hello, Nhi chào cả nhà. Hôm nay Nhi sẽ may cái tay áo xẻ chữ V nha cả nhà và nắp túi nha. Đây, như giờ Nhi sẽ chuẩn bị may nha. Đây, trước khi may thì cái đây là cái nẹp tay. Nẹp tay thì Nhi sẽ nhập này lại hai cái đầu cạnh này bằng nhau. Và Nhi lấy dấu phấn, Nhi sẽ gạch phẳng bằng nhau ha. Rồi xong rồi kế tiếp thì ở đây từ cái mí này, từ cái mí giữa ở đây, bên đây một phân rưỡi nha. Đó, một phân rưỡi. Đó. Phân rưỡi xong rồi thì từ cái mí lai này lấy lên trên đây nha cả nhà, từ đây lấy lên đây, từ cái line này lấy lên đây là 5 phân đó. 5 phân thì cả nhà sẽ dùng thước, cái nhà gạch thẳng lên nha, đó gạch thẳng lên rồi từ đây gạch thẳng xéo xuống nha, hai bên đều nhau đó. Rồi ở đây thì cả nhà sẽ cắt chị hạ dễ chị hao đều hết một phân, đều hết một phân luôn, dài qua bên đây luôn, bên đây cũng vậy, hai bên đều hết đó, vậy nha cả nhà. Đó, thì cái nhà sẽ vẽ về đây. Thấy không cả nhà? Đó, vẽ đều vậy đó. Bây giờ Nhi sẽ may nha. Bây giờ trước khi may thì đây là cái lay áo nha cả nhà. Đây là lay áo. Thì cái lay áo Nhi lấy cái nẹp nhập bằng lại. Khi nhập bằng lại xong thì cái đường này Nhi sẽ bật bằng nhau nha. Nhi sẽ may. Máy Nhi là máy gia đình hơi ồn chút xíu nha cả nhà. Phải máy công nghiệp thì nó hơi im. Còn này máy gia đình theo đường phấn nha cả nhà. Đó. Rồi. Ngay tới cái điểm này đây, mình sẽ may vòng qua đây. Mình xéo lên nha cả nhà, rồi mình may qua đây một mũi nha. Đó, một mũi kim. Rồi qua đây cũng vậy. Mình để hai cái lai bằng nhau nha. Rồi. Qua đây. Đây hai cái nẹp lai và cái tay bằng nhau. Cái máy gia đình nó hơi ồn nha. Giờ khi may xong rồi thì Nhi sẽ may cắt xéo lên đây nha. Xéo lên. Đó, ngay cái góc này nha, gần bên đây cũng vậy. Thấy không cả nhà? Rồi khi cắt xéo xong rồi thì Nhi sẽ dằn nẹp nha. Nhi sẽ lặn một cái nẹp vào một ly. Cái máy gia đình á. Khi dàn ly xong rồi thì Nhi sẽ chỉ cả nhà mình là lộn cái này ra nha. Đây, cái nhà bẻ vô đây nha. Bẻ qua đây, mình sẽ lộn róc ra nha. Đó. Bên đây cũng vậy luôn, hai bên. Cái nhà. Đó, em cả nhà, bây giờ Nhi sẽ đây, sẽ đó, Nhi sẽ bỏ lộn ra rồi đấy. Đây, sau khi Nhi đã lộn ra rồi đấy cả nhà, lay tay đẹp ha, có chữ V. Bây giờ Nhi sẽ may đường to bản của nó nha. Đây, Nhi sẽ lật ra, Nhi sẽ may cái đường to bản của nó. Sau khi Nhi may to bản nó xong rồi đây cả nhà. Đó. Rất là đẹp luôn nha. Rồi giờ Nhi sẽ may nắp túi nha. Đây, nắp túi. Nắp túi Nhi ủi một keo rồi hai lớp vải nha. Đó, Nhi sẽ dập lại. Nhi sẽ may tiếp cái nắp túi nha. Nắp túi thì đây. Đây đó. Nhi sẽ may được bằng đường chuyên dịch.
khi may xong rồi cả nhà sẽ dùng kéo gọt cái đường này nha, ngay trong vòng cong này nhỏ lại. Hai bên luôn. Xem cả nhà. Rồi sau đó thì mình sẽ lộn lại. Hai bên luôn. Đây cũng vậy. Lộn lại nha. Đây. Đó là xong cái nắp túi này, cả nhà nhìn cái góc nó đẹp không? Bên đây luôn. Góc túi rất là đẹp ha. Khi may xong rồi á thì Nhi sẽ may vòng qua đây nha cả nhà, may bên miếng keo nha. Nhi sẽ may vòng lên là một phân bằng cái chân vịt. Vòng ở đây. Đây, đó, Nhi đã dàn xong cái nắp túi này cả nhà, đẹp không? Đây là góc túi nè, Nhi diễu nè. Đó. Vậy nghe cả nhà, vậy là xong cái nắp túi đó cả nhà. Đây là sao cái ta nắp túi và cái tay Nhi đã may xong rồi nè cả nhà. Nhi sẽ cho cả nhà xem nha, đơn giản nha cả nhà. Đó, cái này là Nhi may áo phát á. Vậy thôi, Nhi xin kết thúc đây nha. Cả nhà nhớ ủng hộ cho Nhi nha. Bye bye.